chào quý phụ huynh và các em học sinh sinh viên. Hôm nay thầy Long sẽ làm video này để hướng dẫn cho quý phụ huynh cũng như là các em học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về khóa học tin học quốc tế IC3GS5 ha. Thì hiện nay ở Việt Nam mình các cái trường học tiên tiến hội nhập dành cho học sinh cấp 2 nè. Đó. Ví dụ như quận Gò Vấp chúng ta thì có trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị nè ha. Rồi sinh viên các trường đại học ha đã áp dụng cái chuẩn tin học quốc tế cho tiêu chuẩn đầu vào đầu ra, ví dụ như là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học 55, trường Đại học Ngân hàng vân vân, rất nhiều trường đang xu hướng này ha, cho nên là chúng ta học tin học tiêu chuẩn quốc tế là rất là hợp lý ha, nói chung là phù hợp với xu hướng ha. Đó. Và hôm nay thầy Long làm video này để hỗ trợ những thông tin cần thiết để cho quý phụ huynh, học sinh và sinh viên hiểu rõ hơn về khóa học này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là IC3GS5 là cái gì ha. Thì chúng ta xem cái chữ viết tắt nè. IC3 được viết tắt từ cái chữ đầy đủ nè, Internet and Computing Core Certification. Thì các bạn thấy đây là có chữ Y nè, C, 3 chữ C. Chúng ta tạm dịch là chứng chỉ cốt lõi về máy tính và Internet ha, cho nên viết tắt IC3 ha. Còn GS5 á, là viết tắt từ cái chữ là Global Standards 5, tức là cái tiêu chuẩn toàn cầu thứ 5 ha. Thì gọi tắt là GS5 ha. Đó. Như vậy thì mình hiểu được cái chứng chỉ tin học quốc tế IC3GS5 ha, là chứng chỉ cốt lõi về máy tính và Internet ha, và phiên bản chúng ta sẽ học trên GS5, học và thi trên phiên bản là Windows 10 và Office 2016, rất là phù hợp với cái thời điểm hiện nay ha. Đó. Thì hiện nay là năm 2021 thì trên thị trường đa phần các máy tính chúng ta sử dụng Windows 10 ha, Office 2016 nhé. Trước đây thì mình xài Windows 7, Office 2010 đó, thì hiện nay thay đổi như vậy, cho nên là kể từ ngày 1 tháng 7 luôn năm 2021 thì CertiBox và IG Việt Nam sẽ thi trên phiên bản IC3GS5, không còn thi phiên bản IC3GS4 nữa ha, để các bạn lưu ý luôn ha. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3GS5 sẽ do CertiBox Mỹ cấp ha. Tại Việt Nam thì IG Việt Nam sẽ đơn vị tổ chức thi ha. Và khi các bạn đăng ký học, đăng ký thi ngay tại trung tâm Án Việt luôn ha. Đấy, thì học tại trung tâm là các bạn học chính gốc rồi đó ha. Thì học được học kiến thức rồi thủ tục đăng ký thi trung tâm hỗ trợ đầy đủ cho các bạn luôn ha. Và cái đơn vị tổ chức thi là IG Việt Nam ha. Đấy. Rồi chứng chỉ IC3 quốc tế thì IC3GS5 có giá trị trên toàn cầu ha, và có giá trị trọn đời ha. Chúng ta lưu ý là chứng chỉ tin học nó có giá trị trọn đời, nó không hết hạn sử dụng, có nghĩa là các bạn thi đạt được là các bạn sử dụng suốt luôn ha. Khác với anh Văn, như anh Văn chỉ có 2 năm là hết hạn nha, các bạn lưu ý điều này nhé. Vậy thì cái khóa học này sẽ dành cho ai ha? Khóa học IC3GS5 này sẽ dành cho học sinh ở lớp 6, 7, 8 trở lên ha. Thì các cái trường tiên tiến hội nhập áp dụng ha. Hiện nay thì ở thành phố chúng ta đã có nhiều trường áp dụng rồi ha. Và tương lai thì trong định hướng phát triển thành phố thông minh thì các trường cũng sẽ được ứng dụng và sẽ được theo lộ trình thì dần dần các trường khác cũng sẽ áp dụng ha. Và thứ hai nữa là sinh viên ha, các trường cao đẳng đại học ha, có ứng dụng cái chứng chỉ IC3 cho đầu vào đầu ra. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có trường học kinh tế ha, trường học ngân hàng, đọc 55 vân vân nhé. Rồi, và người đi làm ha, sinh viên người đi làm được luôn. Người đi làm thì chúng ta học cái này ha, chúng ta cũng ứng dụng đi làm thực tế trong công ty trong nước và ngoài nước ha. Nội dung của khóa học IC3GS5 sẽ bao gồm 3 phần ha. Phần thứ nhất chúng ta gọi là máy tính căn bản. Chúng ta hay gọi tắt là CF ha, thì viết tắt với chữ là đây, Computing ha, Fundamental ha. Đây. Phần thứ hai là các ứng dụng chính, là viết tắt là KA, viết tắt của chữ là Key Application ha, các ứng dụng chính ha. Và phần thứ ba là đời sống trực tuyến ha. Mình nói đời sống trực tuyến hay là cuộc sống trực tuyến như nhau thôi. Và hay viết tắt là LO ha, Living Online nha. Có 3 phần như vậy. Có thể nói rằng là kiến thức học của khóa học IC3 khá là nhiều ha. Phải nói là rất là nhiều, rất là hay luôn. Các bạn chịu khó học thì chúng ta có được rất là nhiều kiến thức nha. Cụ thể thì trong phần máy tính căn bản chúng ta sẽ học hệ điều hành này ha. Các bạn thấy nhiều khái niệm không? Chứ không phải có nhiều bạn hiểu nhầm là cơ bản dễ lắm, không có đâu. Nhiều thứ sẽ thể học lắm nha, khác nha. Tin học quốc tế của Mỹ nó nhiều thứ học. Hệ điều hành nè, tìm hiểu phần cứng nè, mạng thiết bị di động nè, quản lý ổ đĩa từng một nè, phần mềm máy tính nè, điện toán đám mây, bảo mật bảo trì. Đó, bảo mật bảo trì máy tính ha, rất hứa hẹn sẽ nhiều kiến thức hay trong khóa học này nha các bạn. Sau khi học xong cái phần máy tính căn bản CF thì các bạn qua là các ứng dụng chính là KA, Key Application. Thì trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu các cái ứng dụng chung ha, tính năng chung được ứng dụng ha. Rồi các bạn học sử dụng Word, Excel, PowerPoint, Access,
Các bạn thấy không? Ứng dụng chính là bốn cái món mà hay dùng thực tế là Word, Excel, PowerPoint, Access, nhưng mà cũng nói rằng là chúng ta học cơ bản của phần thôi. Chứ nếu mà thấy cái này thì thời gian rất là lâu nhé. Đấy. Khi nào các bạn học qua cái khóa học tin học quốc tế MOS thì các bạn học chi tiết hơn, hay học sâu. Tại vì MOS học từng môn, Word, Green, Excel, Green, cho học chi tiết vô. Còn cái phần ECBA nó học tới bốn thứ, làm cho mỗi thứ các bạn học cơ bản thôi nhé. Đấy, nhưng mà kiến thức rất là hay ha. Đó, các bạn được học từ đầu mà, cho nên là các bạn yên tâm là các bạn chưa biết gì về tin học các bạn vẫn tham gia khóa học này được nha, yên tâm mà học. Rồi phần thứ ba là đời sống trực tuyến ha, EO, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sử dụng internet nè ha, kiến thức về truyền thông nè, truyền thông kỹ thuật số nè, sử dụng email danh bạ lịch nè ha, đời sống trực tuyến như thế nào nè đấy, và chúng ta biết cách là sử dụng online trực tuyến cho nó an toàn bảo mật ha, và chúng ta biết cách ứng xử ha. Trong truyền thông kỹ thuật số, trong ứng xử trên mạng ha, và rất là nhiều kiến thức hay nhé. Và sau khi mình học xong 3 phần thì chúng ta có 3 phần ôn thi tương ứng ha. Thì các bạn có thể học xong rồi các bạn thi cũng được, hoặc là các bạn học xong phần nào các bạn thi phần đó đều được hết nhé. Rồi. Và đây là cái bài thi ha, chúng ta cũng tìm hiểu luôn. Thì các bạn nhìn ở dưới này, cái mục là IC3GS5 đó ha, thì mình có 3 bài thi là máy tính căn bản, là cơ chính và đời sống trực tuyến. Thì cái số lượng câu hỏi thì khoảng 50 câu ha, thời gian làm bài khoảng 50 phút. Cái điểm tối đa mình đạt được 1.000 ha, điểm đạt, điểm pass là 700 ha. Mình gọi điểm đạt hay là điểm đổ, điểm đậu là như nhau nhé, tiếng Anh gọi là pass nhé. Như vậy các bạn cứ nhìn vào đây các bạn thấy là mình phải làm 700 trên 1.000, lớn hơn bằng 700, tối thiểu 700 thì các bạn đậu nhé. Rồi, các bạn có thể thi một phần, hai phần hay ba phần ha. Nhưng lời khuyên của thầy này ha, cái bài thi ECBA của năm không hề dễ như các bạn đó. Cho nên lời khuyên của thầy là tùy vào cái quỹ thời gian của bạn ha, tùy vào bạn là ai, đúng không? Nếu bạn là học sinh thì lời khuyên thầy thi từng phần thôi để các em có thời gian ôn bài ha. Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể thi một phần, hai phần, thậm chí ba phần nếu các bạn có đủ thời gian để ôn thi nha. Đó, tùy nha, đó chứ thầy không có, thầy chỉ là đưa ra giải pháp thôi, chứ còn thầy khẳng định bài thi này không hề dễ nha, cho nên mình phải học kỹ nha các bạn nhớ, như học kỹ, học có kiến thức thì thi mới đạt nha, được chưa? Thì cái phần là máy tính căn bản á ha, và đời sống trực tuyến thì nó có một chút liên hệ, cho nên nếu bạn làm thi hai môn, lời khuyên của thầy thì thi hai này trước, đúng không, rồi sau đó mình thi ứng dụng chính sau nhé. Đó, trong ba bài thi này nếu mà sắp trật tự thì có thể nói là ứng dụng chính là dễ nhất các bạn ha, còn hai còn lại khó hơn, máy tính căn bản và đời sống trực tuyến khó hơn một tí nha. Rồi các bạn xem là khi xem video nếu mà chỗ này nhanh các bạn có thể dừng video lại để các bạn xem cho kỹ, hoặc các bạn chụp hình gì đó tùy các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua hình chứng chỉ ha. Chứng chỉ IC3 này thì của CertiBoard Mỹ cấp, có giá trị trên toàn thế giới luôn ha, có gì trọn đời. Và trên chứng chỉ Mỹ thì nó có cái hay là nó có cái mã kiểm tra ở cuối nha các bạn ha, nên verified.certiBoard.com nó có cái mã kiểm tra, cho nên là không thể nào mà có chuyện giả mạo được ha. Đó, bằng thật, học thật, thi thật, bằng thật nha anh chị ha, và giá trị toàn thế giới. Như vậy là mình sử dụng được trong nước, đi du học xài được luôn đó, cái hay nó vậy đó. Thời gian mình học khóa học này thì tại trung tâm Áo Việt đang là tổ chức khóa học là 8 tuần 2 tháng ha, tại vì kiến thức học khá là nhiều nha các bạn ha, học khoảng 8 tuần, sau đó là các bạn ôn thi nhé. Thì mỗi lần ôn thi thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm cái một tuần miễn phí trước kỳ thi để các bạn ôn thi nữa ha, thì tương đương là mình khoảng là 2 đến 3 tháng nha. Đấy. Rồi có 3 bài thi là CSKLO nhé. Đó. Rồi, các bạn liên hệ phòng ghi danh trung tâm An Quốc Việt ha, để các bạn đăng ký thi ha. Đó, các thủ tục lịch thi trên website có hết nha, lát thì mở cho các bạn xem luôn ha. Cần hỗ trợ thêm về chuyên môn thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho thầy Long nha. Các bạn lưu ý là vui lòng nhắn tin cho thầy nhé. Tại vì thầy cũng là khá là bận rộn với công việc cũng như là giảng dạy á, cho nên là thầy ít nghe điện thoại lắm. Nếu có việc gấp thì gọi, còn nếu không các bạn nhắn tin cho thầy nha. Tiện ơi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Và đây là chúng ta xem qua giáo trình ha, thì tham gia khóa học tại An Quốc Việt ấy, các bạn sẽ được có giáo trình là bài giảng, bài tập của giảng viên của lớp ha. Ngoài ra các bạn có thể thêm mua thêm sách gốc của IC ha. Đấy, thì đây là ba quyển sách cho ba phần CFK và LO nha các bạn ha. Các bạn có thể cần liên hệ phòng ghi danh trung tâm An Quốc Việt sẽ được hỗ trợ nha. Rồi đây là thông tin của thầy ha, các bạn có thể chụp lại ha, các bạn có thể là nhắn tin Zalo hoặc là mail, Facebook, Zalo ha, Facebook, YouTube ha, là trên website trung tâm thì được hết nha. Rồi như vậy thì thầy dừng lại ở đây ha. Trong video này mục đích là thầy giới thiệu nhanh về khóa học cho phụ huynh và các bạn học sinh biết ha. Và bây giờ để chúng ta xem chi tiết hơn thì mời quý phụ huynh và các bạn
chúng ta truy cập vào website của trung tâm. Website trung tâm là anquốcviet.edu.vn ha. Dễ nhớ các bạn ha, các bạn vô là anquốcviet.edu.vn nè. Rồi chúng ta vô tin học này, chúng ta kéo chuột đến một tin học quốc tế ha. Đó. Ở đây thì trung tâm có gì đủ hết. Tin học ISBA Spark thì dành cho học sinh lớp 3-4-5. ISBA GS5 thì dành học sinh 6-7-8 trở lên, sinh viên và người đi làm ha. Tin học MOS thì dành cho học sinh lớp 9 trở lên, cho sinh viên người làm luôn nhé. Rồi thì mời quý phụ huynh và các bạn vào xem. Và trong video này thì tập trung nói về ISBA GS5 ha. Thì các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn ở đây trung tâm viết rất là kỹ rồi, cho nên là các bạn cứ thong thả xem nhé. Chúng ta xem rất là rõ luôn á, thật sự luôn. Các bạn từ từ xem từng cái ha. Đó, còn nếu mà chưa rõ nữa các bạn có thể nhắn tin cho thầy ha, để thầy hỗ trợ thêm thủ tục học nè, đăng ký nè ha, học phí như thế nào ha, thời gian học bao lâu nè, rất đầy đủ ha. Các bạn có thể đăng ký trọn khóa ha, thì học phí gốc là 3 triệu, ưu đãi còn 2,4 triệu thôi ha, thời gian học thì 2-3 tháng nhé. Còn nếu như các bạn không có điều kiện thì các bạn đóng từng phần cũng được ha, đóng từng phần CFK, các bạn học từng phần tích lũy đủ cũng được nha. Nhưng mà lời khuyên thì các bạn đăng ký trọn khóa thì các bạn được ưu đãi cao nhất nha, khuyến khích các bạn như vậy. Rồi ca học giờ học có hết nè ha, đấy bài thi nè, rồi thủ tục đăng ký thi cũng hướng dẫn hết luôn nè, các bạn thấy chưa? Đó, yên tâm, học tại An Việt là chính hãng rồi ha, chính gốc, các bạn yên tâm. Rồi ha, mọi thủ tục đấy, và đơn vị tổ chức thi sẽ là IG ha. Rồi, các bạn liên hệ phòng ghi danh trung tâm An Quốc Việt nhé. Ngoài ra thì các bạn muốn biết chi tiết lịch thi nữa thì các bạn vô lịch thi này có luôn nè các bạn ha. Đó. Rồi như vậy thì trong video này thầy muốn giới thiệu nhanh về khóa học nha. Rồi chi tiết thì các bạn có thể là xem trên website của trung tâm đây, hoặc các bạn có thể liên lạc với thầy Long qua Zalo nhé. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên đã xem video của thầy nhé. Rồi nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới để ủng hộ thầy nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học ha. Xin chào các bạn.